Xin chào các thầy cô. Trong quá trình sử dụng PowerPoint thì bên cạnh những cái kỹ thuật mà phổ biến trong PowerPoint chúng ta vẫn sử dụng để thiết kế bài giảng thì PowerPoint có một cái chức năng rất là quan trọng và cũng khá là hay giúp chúng ta có thể biên tập các cái video clip, các album ảnh theo cái ý của mình. Thế thì để sử dụng cái chức năng mà tạo cái album ảnh sau đó xuất ra thành video ấy để làm được như video clip một cách đơn giản trên nền tảng của PowerPoint mà không phải sử dụng những cái phần mềm biên tập phim như là Camtasia hay là Filmora vân vân thì các thầy cô có thể thực hiện các thao tác như sau. Trước hết là các thầy cô phải mở cái chương trình PowerPoint ra. Nếu như chúng ta đang ở một cái bài giảng PowerPoint nào đó thì chúng ta cũng thể làm nghe album hoặc các thầy cô khởi động chương trình mới hoàn toàn như thế này. Dĩ nhiên khi chúng ta làm thì không phải là tạo album cho cái file mà đang hiển thị này. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái file khác bằng cách như thế này. Trước hết các thầy cô vào phần insert này. Trong phần insert thì chúng ta sẽ thấy có chức năng photo album. Đấy, photo album này. Thì chúng ta sẽ nhấn chuột vào. Chúng ta chọn là new photo album. Còn ở dưới có phần edit photo album ấy là trong trường hợp chúng ta đã chèn ảnh vào rồi và chúng ta muốn chỉnh sửa thêm bớt thì chúng ta sẽ nhấn vào edit photo album. Thì bây giờ tôi nhấn vào New Photo Album này. Tại đây tôi sẽ nhấn vào phần File Disk để tôi chèn ảnh vào. Đấy, sau đó thì bây giờ tôi sẽ tìm đến thư mục chứa ảnh cần chèn. Tôi lấy ví dụ đây tôi sẽ chèn một cái ảnh như thế này. Đấy, có những cái ảnh như thế này chúng ta có thể chọn. Ví dụ như ở đây là chúng ta muốn chọn nhiều ảnh thì các thầy cô sẽ giữ phím Ctrl. Giữ phím Ctrl này, sau đó chúng ta nhấn chuột vào chọn cái ảnh. Giữ Ctrl, chúng ta lần lượt nhấn chuột vào các cái ảnh cần chọn. Đấy, ví dụ như là đây tôi đang chọn 4 ảnh, tôi nhấn Insert. Như vậy là tôi đưa được một lúc là 4 cái ảnh vào như thế này. Còn nếu như thầy cô vào phần file disk này này mà chúng ta không nhấn giữ Ctrl và chúng ta chỉ nhấn chuột từng ảnh một ý, thì khi này chúng ta sẽ chèn được từng ảnh một như thế này. Ảnh sau khi chèn vào thì sẽ xuất hiện ở danh sách này. Picture in album đây, các thầy cô sẽ thấy nếu cái ảnh nào nó nằm trên cùng ấy thì ảnh đó sẽ nằm ở slide đầu tiên. Tương tự như thế lần lượt xuống dưới. Nếu như các thầy cô muốn thay đổi thứ tự ảnh thì chúng ta chọn cái tích và chọn cái ô vuông trước ảnh này này. Sau đó chúng ta nhấn cái mũi tên chỉ lên hoặc chỉ xuống ở dưới này này. Nó sẽ thay đổi thứ tự. Muốn xóa cái ảnh đó đi, ta chọn Remove. Còn muốn chỉnh cái độ sáng tối của ảnh thì ta có thể chọn như bên này. Thì cái này thường chúng ta cũng ít dùng. Sau đó bên dưới thì chúng ta thấy là phần Picture Layout này này. Thì có Fit to Slide. Thì các thầy cô nếu nhấn vào Fit to Slide này này. Ở chế độ Fit to Slide tức là một cái ảnh này này. Nó sẽ nằm trên một trang PowerPoint. Còn nếu như chúng ta chọn chế độ một picture này này thì nó cũng giống như cái chế độ mà fit to slide bình thường thôi. Chọn hai picture tức là một trang PowerPoint sẽ có hai ảnh. Đấy, 3 4 vân vân. Còn lại một picture with title này là một ảnh và có cái chú thích cái tiêu đề ấy. Thì cái này chúng ta cũng không cần chọn, nếu cần chú thích thì ta dùng textbox bình thường giống như soạn PowerPoint. Thế bây giờ tôi lấy ví dụ là tôi chọn là fit to slide này. Đấy. Sau chọn xong thì tôi sẽ ở dưới này có phần theme, tức là cái giao diện ấy. Thì chúng ta nhấn vào nút Browse này, nó có một số cái giao diện tùy từng cái phiên bản PowerPoint của chúng ta thì có một số cái giao diện các thầy cô có thể chọn giao diện này. Đấy, chọn thử một cái giao diện, sau đó nhấn Select. Và đến đây chúng ta nhấn Create ấy, thì nó sẽ đưa chúng ta ra một cái giao diện khác hoàn toàn. Như vậy đây là một cái bài khác nhé, thầy cô nhé. Đấy, còn cái bài lúc nãy này là không có gì này. Đấy. Thì bây giờ để mà lưu lại thì các thầy cô nhấn Ctrl S bình thường hoặc là chúng ta sẽ vào phần File này. Đấy, chúng ta chọn Save, chúng ta lưu cái nguồn lại trước khi biên tập. Còn nếu thầy cô không lưu thì khi nào cần làm lại là ta phải làm lại hết. Đây, photo album này, tôi lấy ví dụ này. Đấy, tôi đặt tên của tôi là Lương Hùng. Đấy, ví dụ thế, tôi chọn Save. Sau đó thì quay trở lại đây thì chúng ta sẽ thấy là tại giao diện này thì chúng ta có cái trang bìa này. Tại trang bìa này thì các thầy cô có thể gõ vào đây, gõ tên vào. Ví dụ tên cái album này là gì? Ví dụ như là
du lịch hè đấy. Phông chữ không chuẩn thì ta có thể chọn phông chữ khác. Còn với các thầy cô mà thành thạo về PowerPoint, các thầy cô có thể sử dụng các phông chữ nghệ thuật gì đó để cho cái bản office nó xin lỗi, cho cái album nó đẹp hơn, thì đấy là tùy theo để chúng ta lựa chọn thôi. Cái này thì thuộc về cái khả năng của mỗi người. Chúng ta có thể sử dụng bảng mã và đi Windows ấy, thì chúng ta sẽ gõ được các chữ nghệ thuật. Còn nếu mà cái bảng mã về Unicode thì chúng ta sẽ gõ chữ thông thường này thôi. Đây ví dụ như là nếu muốn chọn vân đi Windows thì tôi chọn cái phông chữ bảng mã này. Vân đi Windows tôi sẽ gõ lại đây, ví dụ như du lịch đấy, nó lỗi phông chữ kệ nó, bôi đen này. Đấy, sau đó tôi chọn cái vì bảng mã vân đi Windows nên phông chữ sẽ có chữ VNI ở đầu này. Đấy chúng ta thấy này. Đấy, tùy theo chọn đúng nó cái phông chữ thôi. Đấy, chúng ta có thể chọn này, xem này. Đấy, ví dụ tôi lấy cái phông nào đó đúng không? Thích, tôi lấy phông này chẳng hạn. Đấy, cho cỡ chữ to lên. Đấy, bên dưới là tác giả chẳng hạn, như là tôi gõ đây Nguyễn Lương Hùng. Vẫn là Vân Đi Windows. Đấy, chọn phông chữ có chữ VNI ở đầu. Cái này thì máy nào không có thì các thầy cô phải cài thêm phông chữ vào. Tôi đã có cái bài mà hướng dẫn cài phông chữ rồi. Thầy cô có thể tham khảo trên kênh YouTube tập huấn Violet của tôi. Đấy, ví dụ đây lấy cái này. Đấy, ví dụ thế, sau đó chỉnh lại cái bảng mã, trả về bảng mã thông thường để dùng. Rồi sau đó thì cái ảnh thì tùy theo cái giao diện. Nếu như thầy cô thấy là chúng ta chọn cái theme như thế này thì khi làm chúng ta phải chỉnh ảnh nên các thầy cô nhé. Chúng ta phải chỉnh ảnh cho nó nằm trong khung này. Nếu mà ảnh bị như thế này mà các thầy cô cần làm cho chuẩn thì các thầy cô phải crop này, chúng ta xén bớt nó đi. Đấy, xén bớt nó đi. Tránh trường hợp là khi mà nó hụt nhiều quá các thầy cô lại kéo nó sang phải như thế này này là nó bị biến dạng. Do đó tôi phải xén đi để tôi kéo góc ra này. Đấy, thiếu một ít thì tôi mới 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 thực hiện. Tương tự như vậy cái ảnh bên dưới này cũng thế, cũng chỉnh này. Đấy, cái này cũng thế, nó bị hụt thì tôi phải crop nó đi này các thầy cô này. Đấy. Kéo nó ra. Đấy như vậy. À mà sau khi mà đã chỉnh sửa xong hết ảnh như thế này, nếu như mà các thầy cô lại muốn là thêm ảnh nữa vào thì các thầy cô lại vào insert này, vào mũi tên ở photo album ấy, các thầy cô không chọn new photo album mà sẽ chọn edit photo album để chỉnh sửa ấy. Thì khi này các thầy cô có thể là đưa thêm ảnh vào. Hoặc là đây là thay vì một ảnh các thầy cô muốn hai ảnh chẳng hạn thì các thầy cô có thể chọn hai picture này, đây tôi làm thử thôi. Đấy thì khi này nó lại đưa hai ảnh vào một như thế này. Và đương nhiên là khi chỉnh thì các thầy cô sẽ chỉnh làm sao đấy cho nó đẹp. Đấy tùy theo. Cái này là kỹ năng về ảnh thì nó có những cái phần shape như thế này này, các thầy cô có cái khung viền ấy. Đấy có những cái như thế này các thầy cô có thể chọn như thế nào đấy cho nó phù hợp. Còn nếu mà không muốn mà chọn lại không muốn chọn hai ảnh này thì chúng ta lại vào phần insert. Đấy, chúng ta lại vào phần photo album. Và edit photo album. Đấy, thay vì hai picture thì bây giờ tôi lại trở lại là một picture này. Fit to slide đấy. Đấy, nhấn update. Đấy, thì cái trường hợp này lúc nãy chúng ta chỉnh rồi, bây giờ làm lại là nó sẽ bị như này, tôi Ctrl Z lại để nó khôi phục lại lúc ban đầu. Đấy, đỡ phải chọn. Còn bây giờ muốn thêm một cái ảnh ở dưới nữa thì ta vào photo album. Đấy, nhấn vào mũi tên photo album này, chọn edit photo album. Giờ tôi thêm một cái ảnh các thầy cô xem. Đấy. Ví dụ đây. Rồi nhấn update này. Đấy thì bây giờ nó thêm một cái ảnh vào. Cái ảnh này nó sẽ được thêm vào, tại vì sao nó lại thêm vào trang 3 này là vì trước đó tôi đặt chuột ở trang 2 này. Nên cái ảnh này bị thêm vào cái trang ngay sau nó. Thế còn nếu như mà các thầy cô không muốn để ở cái trang này,
thì các thầy cô hoàn toàn có thể là kéo cái trang này xuống được. Đấy, muốn đưa trang này xuống dưới chúng ta giữ chuột chúng ta kéo xuống. Đấy, như vậy là cái việc đưa ảnh là xong. Nếu như thầy cô muốn là kết thúc là cũng có chữ ấy, tạm biệt chẳng hạn, thì các thầy cô đưa cái trang này xuống dưới bằng cái copy này. Đấy, xong đó dán cái trang này xuống. Thì thay vì là đây là trang bìa là chào tên của album, thì các thầy cô có thể sửa lại là ví dụ như là gì ạ, GM chẳng hạn, đúng không? Đấy, ví dụ thế. Các thầy cô có thể đưa như thế này. Đấy là tùy theo. Sau khi mà đã chỉnh sửa xong ảnh hết rồi thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ chèn âm thanh vào. Để chèn âm thanh vào thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ làm như thế này. Cái này tôi xin lỗi, tôi chưa chỉnh. Đấy. Rồi, để chèn âm thanh chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ chọn cái trang đầu tiên. Sau đó vào Insert, chúng ta chọn cái chức năng audio bình thường. Chọn audio on my PC, tức là chèn ảnh thông thường thôi. Vậy cô chọn lấy một cái bản nhạc nào đó mà chúng ta đã chọn trước và bây giờ chúng ta đưa nó vào. Ví dụ tôi lấy cái nhạc này. Tôi sẽ đưa một cái nhạc có lời đi để các thầy cô sẽ nghe và chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng nó chuyển trang thì nó sẽ như thế nào, nó rõ hơn. Đấy, tôi chọn cái Hà Nội tình yêu và nỗi nhớ này. Đấy. Sau khi chèn vào xong ấy thì cái loa nằm ở đây. Thì các thầy cô có thể đưa nó ra một vị trí nào đó, góc nào đó. Thế thì nếu mà để như thế này thì nó sẽ không tự động chạy. Các thầy cô chú ý là chúng ta phải nhấn vào nút playback này. Nếu ai dùng PowerPoint 2013 trở lên ấy, tại đây các thầy cô sẽ thấy có chữ play in background này này. Thì các thầy cô nhấn chuột vào. Đấy, điều này có nghĩa là cái nhạc này này nó sẽ chạy theo các cái trang, tức là khi chuyển trang ấy thì nhạc sẽ chạy liên tục. Ví dụ đang ở trang 1 thì nó sẽ chuyển sang trang 2 nó vẫn chạy bình thường chứ nó không không bị ảnh hưởng gì cả. Đấy. Thế còn lại là ở trường hợp thầy cô nào dùng PowerPoint 2010 trở xuống ấy thì không có nút play in background này. Các thầy cô vui lòng vào cái phần automatic này này. Đối với PowerPoint 2010 trở xuống nó sẽ có một cái dòng tên của nó là play across slide. Đấy, đây này, nó chính là cái chữ này này nhưng nó nằm trong cái hộp này. Đấy, các thầy cô chọn là chọn đúng đấy, còn 2013 trở lên thì chọn play in background như thế này. Sau khi hoàn tất thì cái nhạc này này nếu các thầy cô không muốn nhìn thấy cái loa này này nó xấu ấy, thì các thầy cô có thể để nó ra lề. Đấy, để ra ngoài lề nó giấu đi. Thế bây giờ trình chiếu thử chúng ta nghe thử này. Đây chúng ta nghe thử này, vì là cái phần đầu nó có nhạc nhạc dạng. Đấy. Chúng ta nghe thử. Chuyển sang sau trang sau này. Thì các thầy cô thấy là nhạc nó vẫn thế. Đấy, nó vẫn chạy tiếp theo chứ không phải lại chạy lại từ đầu. Đây tôi chuyển này. Đấy. Đấy. Đấy, chúng ta thấy là nó sẽ chuyển như thế. Cái này thì ảnh do lúc nãy tôi chỉnh nên nó bị tràn lề này, tôi kéo lại chút. Thế còn lại nếu như mà các thầy cô muốn cắt bỏ cái phần nhạc không lời đi ấy, thì chúng ta nhấn phải chuột vào cái loa. Đó, cái này là kỹ thuật về trên 2010 trở lên, chúng ta vào trim này này. Đấy, các thầy cô có thể bỏ cái nhạc dạo đi. Nghe thử này. Đấy, ok. Đấy. Rồi. Sau khi mà hoàn tất cái việc mà xử lý âm thanh xong. Đấy, thì các thầy cô sẽ vào các cái phần tiếp theo. Cái này tôi chỉnh lại ảnh thôi vì lúc nãy là tôi minh họa thì nó bị thay đổi nên tôi chưa kịp chỉnh lại. Đấy. Cuối cùng là sau khi mà đã chèn âm thanh vào ở trang đầu rồi và thiết lập là play in across slide rồi thì bây giờ tôi sẽ đây này lên background rồi hoặc là play across slide đối với PowerPoint 2010 trở xuống thì phần cuối cùng đó là tôi sẽ đặt hiệu ứng chuyển trang. Thế thì để đặt hiệu ứng chuyển trang thì tôi sẽ chọn cái trang đầu tiên. Sau đó tôi vào phần transition này. Trong transition thì các thầy cô nhấn vào cái phần mũi tên ở transition này này. Nó sẽ có những cái hiệu ứng chuyển trang
thì tùy theo phiên bản PowerPoint nó có ít hay nhiều. Tôi lấy ví dụ như là nếu như các thầy cô chuyển trang chọn cái loại này đấy, thì khi mà trình chiếu nó sẽ như thế này đấy. Cái này các thầy cô có thể chọn một loại hiệu ứng và áp dụng cho tất cả các slide, tùy theo cái hiệu ứng nào chúng ta ưng thì chúng ta có thể lấy. Đấy, chúng ta có thể chọn. Trong trường hợp mà các thầy cô muốn là cái hiệu ứng này nó áp dụng cho tất cả các slide trong album này này, thì các thầy cô sẽ nhấn phải, xin lỗi, nhấn vào cái nút After ở bên phải này này. Đấy, tức là nó tự động chạy. Chúng ta không nhấn chuột, khi xuất bản ra là nó tự động chạy. Nhưng cái tự động đây là 00, tức là 0 giây. Thì các thầy cô muốn ví dụ như là mỗi một trang này là xuất hiện trong bao lâu thì các thầy cô sẽ gõ thời gian vào đây. Tôi lấy ví dụ như là tôi muốn là một cái ảnh này nó sẽ hiển thị trong 7 giây chẳng hạn, thì tôi gõ vào đây số 7 này. Đấy. Sau đó là nhấn vào Apply to All này này, thì có nghĩa là nó sẽ áp dụng cái hiệu ứng chuyển trang này cho tất cả các trang trong album. Cái thứ hai là cái chế độ tự động chạy 7 giây này cũng sẽ áp dụng cho tất cả các trang. Đấy, như thế này. Và bây giờ nếu mà trình chiếu từ đầu thì các thầy cô sẽ thấy nhé, là nếu như mà tôi không nhấn chuột thì sau 7 giây. Đây, sau 7 giây thì các thầy cô thấy là nó sẽ tự động nó chuyển trang. Đấy, nhạc thì vẫn tiếp tục như vậy. Đấy. Còn lại nếu như mà chúng ta không muốn là đặt một loại hiệu ứng cho tất cả các trang vì như thế nó cũng có thể là xấu, thì sau khi mà đã thiết lập Apply to All và After này 7 giây đầy đủ rồi nhé, thì lúc này các thầy cô muốn chọn trang nào thành hiệu ứng khác ấy, thì các thầy cô chỉ cần chọn hiệu ứng thôi. Đấy, chỉ cần chọn thôi nhé, không nhấn Apply to All và cũng không cần phải chỉnh chế độ dây ở đây nữa. Đấy, bây giờ trang này chẳng hạn tôi muốn một cái hiệu ứng khác nữa. Đấy, tôi lại chèn vào đây, tôi bị trùng chẳng hạn, tôi chọn hiệu ứng khác. Đấy. Cứ trang nào muốn đặt hiệu ứng nào thì ta nhấn vào cái hiệu ứng đấy. Đấy. Cứ thế. Đấy. Đấy, chỉ cần chọn thế thôi. Đấy, như vậy giữa cái việc là chọn cho giống nhau và chọn khác nhau thì làm cũng tương tự thôi. Nhưng bao giờ chúng ta phải apply to all trước, chọn after và thời gian trước, rồi sau đó mới chọn riêng cho từng trang. Bây giờ trình chiếu lên xem này. Đấy, nhạc nó chạy này. À, tôi không nhấn gì cả, 7 giây sau nó sẽ chuyển và nhạc vẫn tiếp tục. Đấy. Cái dạng hiệu ứng nó khác. Còn nếu bây giờ tôi nhấn chuột thử xem này, thì các thầy cô thấy là hiệu ứng khác và nhạc vẫn chạy liên tục như thế. Đấy. Đấy. Như vậy là hoàn tất. Và cuối cùng thì để xuất bản ra thì các thầy cô lại vào vui lòng vào phần file này. Với PowerPoint 2013 trở lên sẽ có nút export này. Còn với PowerPoint 2010 trở xuống ấy, thì nó sẽ có cái nút là Save and Send nhé. Save and Send, các thầy cô nhấn vào. Còn 2013 sẽ có nút Export, chúng ta nhấn vào. Sau khi nhấn Export hoặc Save and Send trên 2010 trở xuống ấy, thì ở đây các thầy cô sẽ thấy con nút Clip ở video này, ta nhấn vào. Ở đây nó báo về cái kích thước các thứ vân vân, các thầy cô không chỉnh gì hết, để nguyên. Chúng ta nhấn vào nút Clip Video. Nó sẽ cho chúng ta biết là cái video này sẽ được lưu ở đâu. Đây, ví dụ tôi lưu document, tôi nhấn save. Sau khi nhấn save xong, các thầy cô nhìn góc dưới này ở giữa màn hình này, nó chữ là Creating Video Photo Album Lương Hùng này, .mp4. Điều này có nghĩa là nó đang xuất bản cái album này ra video. Nếu như các thầy cô không để ý ở đây mà các thầy cô tự động tắt nó đi thì tức là cái việc đóng gói sẽ bị dừng đột ngột. Hoặc là nếu muốn hủy thì các thầy cô nhấn vào nút tròn nó giống nhân đây này là nó sẽ hủy. Còn nếu như mà các thầy cô chờ thì tùy theo cái số lượng ảnh trong một slide, rồi là dung lượng của nó lớn hay nhỏ, cấu hình máy chúng ta chậm hay nhanh, thì cái thời gian mà xuất bản đóng gói này nó cũng lâu hay mau là tùy thuộc vào cái máy tính của chúng ta. Đấy. Sau khi mà hoàn tất thì cái nút đó nó tự động mất đi như thế này. Và như vậy là tôi đã hướng dẫn để các thầy cô hoàn tất cái việc mà chúng ta làm một cái album từ PowerPoint. Bây giờ tôi mở ra xem. Đấy. Cái album đấy tôi lưu ở trong document.
Đây, photo mà album Lương Hùng đây. Thế bây giờ tôi mở nó lên. Đấy. Đấy, tự động chạy, đây là video. Thì lúc này các thầy cô có thể đưa lên YouTube. Các thầy cô phải có thể chèn vào PowerPoint. Tuy nhiên YouTube thì các thầy cô chú ý về vấn đề bản quyền của nhạc. Nếu không là chúng ta sẽ bị chặn. Đấy. Như vậy là đã hoàn tất. Và nếu như các thầy cô có khả năng về làm hiệu ứng của PowerPoint nữa, thì chúng ta có thể làm được những album, tức là hiệu ứng này này, các thầy cô hiệu ứng bên trong có thể làm hiệu ứng cho nó chuyển nữa, thì nó rất là đẹp và hấp dẫn, và thậm chí là nếu chúng ta tỉ mẩn thì nó còn hấp dẫn hơn so với việc chúng ta sử dụng những phần mềm như Camtasia đấy, hay là Filmora, nó sẽ không thể đẹp bằng đâu. Rồi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô.